sởi và rubella là hai bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Phụ nữ mang thai bị nhiễm virus rubella có thể gây ra sẩy thai, thai chết lưu, trẻ sinh có thể mắc nhiều dị tật. Gần 20 triệu trẻ em từ 1 đến 14 tuổi được tiêm vaccine sởi rubella an toàn trong chiến dịch năm 2014-2015 và 2016 sẽ có thêm 3 triệu em từ 16 đến 17 tuổi được tiêm vaccine sởi rubella miễn phí trong trường học hoặc ngoài cộng đồng. Vaccine sởi rubella là an toàn, đừng bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng phòng bệnh sởi và rubella.